Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Và sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77 năm 2024 về mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi mới cho người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp tăng từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng. Cụ thể, mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 là 2,884 triệu đồng. Thân nhân của một liệt sĩ là 2,789 triệu đồng. Thân nhân của hai liệt sĩ là 5,578 triệu đồng. Thân nhân của ba liệt sĩ trở lên là 8,367 triệu đồng. Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng nhận mức 8,367 triệu đồng, phụ cấp ưu đãi hàng tháng 2,337 triệu đồng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến là 2,337 triệu đồng. Người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đầy là 1,673 triệu đồng. Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, không cho phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã, tăng 81 địa phương so với quy định hiện hành. Cụ thể, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 quy định không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2, loại 3 và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Đất đai. Với những khu vực còn lại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định khu vực chủ đầu tư có thể phân lô tách thửa và chuyển nhượng cho cá nhân tự xây nhà ở. Trong khi đó, luật hiện hành chỉ ngăn chặn phân lô bán nền tại các phường của các đô thị loại đặc biệt và đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương. Khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị, mặt tiền, các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, đến tháng 12 năm 2023, toàn quốc có 902 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại 1, 36 đô thị loại 2, 45 đô thị loại 3, 95 đô thị loại 4 và 702 đô thị loại 5. Như vậy, quy định mới sẽ cấm phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã, tăng thêm 81 địa phương so với quy định hiện hành. Ngoài hai đô thị loại đặc biệt gồm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị siết phân lô bán nền, còn 22 đô thị loại 1, trong đó có 3 thành phố trực thuộc Trung ương là Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và 19 thành phố thuộc tỉnh gồm Huế, Vinh, Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Thái Nguyên, Nam Định, Việt Trì, Vũng Tàu, Hạ Long, Thanh Hóa, Biên Hòa, Mỹ Tho, Thủ Dầu Một, Bắc Ninh, Hải Dương, Pleiku, Long Xuyên. Theo Luật Đất đai năm 2024, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã phường thị trấn gồm xây dựng công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí công cộng, y tế giáo dục, chợ, nghĩa trang, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, công trình công cộng do Ủy ban nhân dân cấp xã đầu tư, quản lý, sử dụng sẽ không được cấp sổ đỏ. Đất được nhà nước giao để quản lý sẽ không được cấp sổ đỏ gồm đất công trình công cộng và hành lang bảo vệ an toàn công trình, đất có mặt nước của sông và đất có mặt nước chuyên dùng. Quỹ đất đã được nhà nước thu hồi, đất để thực hiện dự án đầu tư, đất dùng vào mục đích công cộng, đất chưa giao, chưa cho thuê tại địa phương, đất chưa sử dụng tại các đảo, đất giao cho cộng đồng dân cư quản lý. Đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng phù hợp với dự án đã được phê duyệt. Đất nhận khoán không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp đất nông nghiệp, lâm nghiệp có nguồn gốc là đất được giao, giao khoán, khoán trắng, thuê đất, mượn của nông, lâm trường trước ngày 1 tháng 2 năm 2015. Theo hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, đất đã có quyết định thu hồi của nhà nước không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp đã quá 3 năm từ khi có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện được dự án. Đất đang tranh chấp, đang bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để đảm bảo thi hành án hoặc quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cũng không thuộc diện được cấp sổ đỏ. Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để dùng vào mục đích công cộng không nhằm kinh doanh sẽ không được cấp sổ đỏ. Luật Đất đai 2024 cũng nêu trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ.
Theo đó, tài sản gắn liền với thửa đất thuộc những trường hợp nêu trên sẽ không được cấp sổ đỏ. Nhà ở công trình xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc công trình bằng tranh, tre, nứa, lá, đất, công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ vận hành công trình chính cũng không được cấp sổ đỏ. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, quyết định thu hồi đất của nhà nước sẽ không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp đã quá 3 năm mà không thực hiện dự án. Nhà ở, công trình xây dựng sau thời điểm cấm xây dựng, lấn chiếm mốc, giới, bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch, được phê duyệt mà không phù hợp quy hoạch. Tài sản thuộc sở hữu nhà nước cũng không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp tài sản đã xác định là phần vốn của nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp. Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2025 quy định, thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình sẽ được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sổ đỏ, ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất, sổ được trao cho người đại diện. Nếu thành viên chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì sẽ được cấp sổ đỏ ghi tên đại diện hộ gia đình. Khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, nhà nước không cấp đất cho hộ gia đình. Như vậy, quy định ghi đầy đủ tên các thành viên trong hộ gia đình. Như vậy, quy định ghi đầy đủ tên các thành viên trong hộ gia đình và sổ đỏ sẽ áp dụng với các trường hợp đất của hộ gia đình đã có từ trước nhưng chưa được cấp sổ. Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên sổ đỏ sẽ do những người này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Với các sổ đỏ đã cấp cho đại diện hộ gia đình trước thời điểm luật đất đai 2024 có hiệu lực, nếu các thành viên trong hộ có nhu cầu sẽ được đổi sang sổ đỏ mới ghi đầy đủ tên thành viên. Đây là điểm mới của luật đất đai 2024 so với quy định hiện hành. Luật đất đai năm 2013 không quy định nội dung về cách ghi tên trên sổ đỏ với hộ gia đình.